Thế và đồng thời nó cũng lên không trung, nó cũng ra môi trường. Vận động các hộ, một là sử dụng cái nguyên vật liệu đốt, hai nữa là xây dựng ống khói cao lên để cho giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường. Cũng xây ống khói cao để giảm thiểu ô nhiễm, nhưng đổi lại khí thải từ những ống khói cao lại theo gió bay xa hàng trăm mét. Ô nhiễm từ một vùng giờ lan ra cả vùng. Ô nhiễm từ lúc dễ nhìn giờ càng trở nên khó đoán định hơn. Thực tế là vậy, nhưng suốt 2 năm nay chưa một cơ sở nhà máy nào bị Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu khí thải để kiểm tra vì một lý do khó hiểu như thế này. Ống khói của họ thì xây chưa đúng với cái điều kiện để về cái ống thoát khí, rất dễ dẫn đến cái sai số. Thế nên nếu mà chúng ta sử dụng một cái kết quả mà nó không đảm bảo cái quy định mà chúng ta đi xử phạt vi phạm hành chính.